Ngày hôm nay 19 tháng 8, thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu yêu cầu các quán bia, cà phê thực hiện giãn cách bằng cách đo thân nhiệt của hành khách đến, đảm bảo khoảng cách giữa các khách trong quán là 1 mét. Đây là một trong những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh tại thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối, Hà Nội cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần cuối đối với những người từ thành phố Đà Nẵng trở về từ ngày 15 tháng 7. Trước đó, từ ngày 8 tháng 8, Hà Nội đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng. Tính từ ngày 18 tháng 8, thành phố cũng đã lấy được 58.079 mẫu, còn hơn 18.300 trường hợp chưa lấy mẫu xét nghiệm. Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, về lý thuyết, thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 là trong 14 ngày. Tuy nhiên, thực tế đã có ca mắc với thời gian ủ bệnh từ 23 đến 24 ngày. Vì vậy, với những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh, từ ổ dịch trở về sau 14 ngày cách ly, nếu không có triệu chứng, người dân vẫn cần được xét nghiệm bằng phương pháp PCR để loại trừ khả năng mắc COVID-19. Không chỉ riêng có thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách các nhà hàng quán ăn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũng đã thực hiện cách ly y tế ở mức độ cao hơn. Đường phố tại trung tâm thành phố Hải Dương vắng người và xe đi lại, các cửa hàng đóng cửa để phòng chống đại dịch COVID-19. Tại các tuyến phố sầm uất hàng ngày như Trần Hưng Đạo, Đại lộ Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương Bằng, toàn bộ các cửa hàng đã đóng cửa và treo biển tạm dừng kinh doanh. Những cửa hàng nhỏ trên phố bán hàng nhỏ lẻ cũng khóa cửa không kinh doanh. Không có một cái cửa hàng nào kinh doanh cả, vẫn tuân thủ theo những nghị định của thành phố đề ra. Tất cả vì mục tiêu của thành phố là chống dịch, cho nên là tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa hết. Chấp hành rất là nghiêm chỉnh, mọi người là không ra đường ở trong nhà hết. Chỉ những cái cơ quan mà bắt buộc phải đến công sở thì họ đi thôi. Toàn bộ các cơ sở kinh doanh buôn bán đều thông báo dừng kinh doanh, trừ những cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân là mở cửa.